Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Các bạn thân mến, cuộc thi Amazing Cup năm 2024 đã chính thức bắt đầu. Các bạn biết không, vào những ngày này, chúng tôi là những người trong ban giám khảo rất là háo hức, mong chờ những cái mẫu để được thử, để được đánh giá, để được trải nghiệm và làm việc một cách là khách quan, làm việc một cách là công tâm để chọn lựa những cái mẫu cà phê đạt chất lượng, những cái mẫu cà phê đặc sản, tôn vinh những cái mẫu cà phê, những cái sản phẩm chất lượng của bà con nông dân, của những nhà sơ chế. Và các bạn biết không, 2024 thì Amazing Cup một đã phát triển tới một tầm cấp mới cực kỳ uy tín. Năm nay cái số lượng mẫu gửi về gần 150 mẫu các bạn, trong đó gần 100 mẫu là cà phê Robusta và gần 50 mẫu là cà phê Arabica, gấp đôi số mẫu của năm ngoái các bạn. Do vậy đòi hỏi cái đội ngũ ban giám khảo và đội ngũ hỗ trợ cũng như là ban tổ chức phải làm việc rất là cật lực. Và cái việc thử nếm đánh giá thì diễn ra ở hai nơi, đây là ở trong Sài Gòn, trường địa điểm là trường Barista School, và ở ngoài Hà Nội có một địa điểm nữa ở trường Barista The Coff. Và tại và những cái người giám khảo trong cái đánh giá những cái mẫu cà phê này đều là những người có cái chứng chỉ Q của CQI hoặc là SCA, đều đã được chứng nhận, đều còn hiệu lực thì mới được tham gia để mà thử nếm đánh giá. Do vậy cái Amazing Cup là một cái giải cuộc thi cà phê đặc sản để đánh giá cái cà phê của bà con nông dân, của nhà sơ chế kỳ uy tín, mặc dù cũng chỉ mới vài năm nay thôi nhưng đã tạo dựng được cái thương hiệu, nhưng đã tạo dựng được cái tiếng vang, nhưng đã tạo dựng được một cái uy tín, và là cái tổ chức để mà đánh giá cái chất lượng cà phê của bà con nông dân, cũng như là cái chất lượng của những cái mẻ cà sơ chế. Và các bạn biết không, cái việc đánh giá chất lượng các cái mẻ cà này đều theo cái tiêu chuẩn của CQI hoặc là SCA, cái tổ chức về cà phê đặc sản thế giới. Ngoài cái vấn đề về con người và kỹ thuật thì một cái điểm mấu chốt và cực kỳ quan trọng đó là cái gì các bạn biết không, đó chính là những cái hạt cà phê, những cái sản phẩm cà phê ở đây, để mà những cái sản phẩm cà phê đạt chất lượng và được đánh giá là cà phê đặc sản á, thì đòi hỏi không chỉ là những cái hạt cà phê, những cái trái cà phê mà nó liên quan tới toàn cái chuỗi của quá trình sản xuất, từ cái lúc mà những người nông dân gieo trồng những cái hạt cà phê, khoảng thời gian những người nông dân chăm bón những cái hạt cà phê, quá trình sinh trưởng của cây, quá trình đơm bông kết trái, quá trình bón phân, đến cái quá trình thu hái, sơ chế, bảo quản, để cuối cùng và cộng với cái sự sáng tạo, của những cái nhà sơ chế cũng như là của những người nông dân thì mới có thể tạo ra được những cái hạt cà phê có chất lượng, có những cái hương vị, có những điểm nhấn khác biệt, ngon, đặc biệt và giá trị. Từ đó thì tạo nên từ đó thì nâng tầm cái giá trị của hạt cà phê, đồng nghĩa cái việc nâng cao cái giá trị, nâng cao cái chất lượng và nâng cao việc nâng cao chất lượng những cái hạt cà thông qua cái việc đánh giá như thế này, góp phần mang lại cái giá trị to lớn cho cái hạt cà của Việt Nam, cũng như là khẳng định cái vị thế chất lượng cái hạt cà của Việt Nam. Bởi vì hạt cà Việt Nam trước đây á, thì thường trong con mắt của nhiều người và bạn bè quốc tế là những cái sản phẩm cà phê thị trường, cà phê chất lượng thấp. Tuy nhiên
chỉ vài năm gần đây thôi, với sự nỗ lực của những người nông dân, với sự góp sức, góp lực của các cái đoàn thể ban ngành và đặc biệt là của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, thì những cái hạt cà phê, những cái trái cà phê, những cái cây cà phê đã dần dần, đặc biệt là cà phê Việt Nam đã dần dần khẳng định cái vị thế, khẳng định cái chỗ đứng và khẳng định cái chất lượng, cái giá trị với tất cả mọi người và với bạn bè quốc tế rằng là cà phê Việt Nam cũng rất là tốt, rất là tuyệt vời và rất là giá trị. Với tôi được đồng hành, được trải nghiệm cùng ở Amazing Cup là một cái điều rất là tuyệt vời, và tôi xin cảm ơn ban tổ chức Amazing Cup, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, cũng như anh em đồng nghiệp, cũng như cái trường Barista School đã hỗ trợ, đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành cái công việc của mình một cách tốt đẹp. Cảm ơn tất cả các bạn. We'll be right back.